Tiểu đường là một cái hội chứng có đặc tính là biểu hiện bằng các việc tăng glucose máu do hậu quả của việc thiếu hoặc mất hoàn toàn insulin. Do đó liên quan đến sự cái việc này có thể liên quan đến sự suy yếu trong bài tiết insulin. Và tiểu đường thai nghén nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm sẽ gây ra nhiều tai biến cho mẹ và thai nhi. Thì với tiểu đường thai nghén thì khi đẻ thì cần có một điều một đơn vị chăm sóc sơ sinh tích cực, và thai nghén ở những người tiểu đường có nguy cơ cao cần có sự theo dõi thai nghén của bác sĩ sản khoa, và đặc biệt phải có sự kết hợp của bác sĩ nội khoa để theo dõi sát sao cái vấn đề điều trị tiểu đường. Trên thế giới thì chúng ta nhìn thấy kiểm qua trên thế giới cái tỷ lệ tiểu đường thai kỳ đây ạ, một số quốc gia nên từ năm ở như Đan Mạch năm 75 nó chiếm được 1 đến 7% theo từng nghiên cứu, thì Bắc Ireland năm 80 là 0,2 đến 3%, Mỹ là 10 đấy năm 1980 là đến 12,3%, Úc là 2,4%. Tại Việt Nam thì theo một số nghiên cứu tại một số bệnh viện thì ví dụ như là một nghiên cứu thành vào một bệnh viện quận ở thành phố Hồ Chí Minh thì tỷ lệ nó là 3,9%. Tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2000 đấy thì có một nghiên cứu là tỷ lệ tiểu đường là 3,6%. Tại bệnh viện Phụ sản Trung ương nghiên cứu từ năm 2002-2004 tỷ lệ này là 5,7%. Vũ Bích Nga nghiên cứu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai năm 2006-2008 là 7,8%. Và Nguyễn Thị Lệ Thu nghiên cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, khoa Phụ sản Bệnh viện Bạch Mai thì tỷ lệ của nó là 5,97%. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, phân loại tiểu đường, người ta phân loại tiền thành tiểu đường type 1, tiểu đường type 2, tiểu đường tiền thai nghén và tiểu đường thai nghén. Với tiểu đường thai nghén thì các tác giả coi đây là phản ứng của cơ thể tạm thời không dung nạp được cái hydrate carbon gây nên tiểu đường type 2, và bệnh có thể khỏi khi thai kỳ hết nếu không có biến chứng. Về tiêu chuẩn chẩn đoán tiểu đường thai kỳ thì trước đây chúng ta dùng, hiện nay thì một số bệnh viện sử dụng cái tiểu đường cái tiêu chuẩn của Hiệp hội Tiểu đường thai kỳ Mỹ năm 2010, và một số bệnh viện lại sử dụng cái tiêu chuẩn của Hiệp hội Tiểu đường thai kỳ của Mỹ năm 2011. Đấy, nên là cái tiêu chuẩn của này nó hơi khác nhau ở một số bệnh viện, bởi vì ngay ở Hà Nội có một số bệnh viện lại áp dụng cái tiêu chuẩn năm 2010, mà có bệnh viện tiêu chuẩn áp dụng cái tiêu chuẩn 2011. Tại vì Bạch Mai chúng tôi thì chúng tôi dựa vào cái tiêu chuẩn 2011. Với cái tiêu chuẩn 2010 thì người ta khuyến cáo là quý 1 của thai kỳ nếu thai phụ có cái nguy cơ cao thì người ta sẽ làm một số cái thăm dò. Ví dụ như là ngay lần khám thai đầu tiên, nếu như thai phụ có nguy cơ cao thì người ta thử đường huyết lúc đói, làm HbA1c và dựa vào các chỉ số số liệu dịch tễ rối loạn đường huyết theo tuổi của từng địa phương để người ta có thể đánh giá cái nguy cơ cao. Về ngưỡng chẩn đoán tiểu đường thực thụ tương tự tiêu chuẩn với lại tiểu đường của tiêu chuẩn chẩn đoán tiểu đường của hội hiệp hội tiểu đường thai kỳ tiểu đường Mỹ năm 2010, ví dụ như là đường huyết lúc đói là 7.0, HbA1c trên 6.5 và đường huyết bất kỳ là 11.1 mmol, thì đấy là những cái tiêu chuẩn năm 2010. Đấy, nếu như mà cái tiểu đường thai kỳ mà nếu đường huyết lúc đói là dưới 5.1 thì người ta sẽ làm biện pháp dung nạp đường cho người thai phụ ở tuần thai thứ 24 đến 28.
Thì tiêu chuẩn năm 2010 về tiểu đường thai kỳ thì các chỉ số đường huyết theo cái hiệp hội đáy tiểu đường Mỹ thì đường huyết bình thường lúc đó là dưới 5,6, đường huyết 2 giờ sau uống 75 gram glucose là 7,8 millimol trên lít là dung nạp đường bình thường, và HbA1c dưới 5,7. Với nhóm có nguy cơ cao của tiểu đường thai kỳ tiểu đường ấy, thì rối loạn dung nạp đường huyết lúc đói là đường huyết từ 5,6 đến 6,9 millimol, rối loạn dung nạp đường là 7,8 đến 11, và HbA1c nằm trong khoảng từ 5,7 đến 6,4. Về tiêu chí thử đường huyết ở đối tượng không có triệu chứng là phát hiện sớm bệnh tiểu đường type 2 để có thể giảm gánh nặng cho các cái của bệnh và các biến chứng. Thì năm 2010 người ta bổ sung hiệp hội tiểu đường Mỹ bổ sung tiêu chí tầm soát những đối tượng có HbA1c trên 5,7%, và các đối tượng cần tầm soát của tiểu đường thai kỳ gồm là mọi đối tượng trên 45 từ 45 tuổi trở lên, và đặc biệt BMI trên 25, và làm lặp lại mỗi 3 năm nếu kết quả âm tính. Các đối tượng cần tầm soát, tức là cái đối tượng nguy cơ cao thì là những người ít vận động, có gia đình trực hệ gần bị đái tháo đường, là thành viên của các sắc tộc có nguy cơ cao tiểu đường, là các thai phụ, phụ nữ sinh con từ trên 4 kg, hoặc là có tiểu đường thai kỳ, phụ nữ tăng huyết áp, huyết áp từ 140 trên 90 trở lên, có mỡ máu HDL dưới 35, hoặc là triglycerides trên 250 mg decilit, lần thử trước có rối loạn đường huyết lúc đói, hoặc là có rối loạn dung nạp đường glucose, HbA1c từ 5,7 trở lên, và những người phụ nữ có hội chứng buồng trứng đa nang, những phụ nữ có gia đình có tiền sử bệnh mạch vành. Hiện nay thì tại Bệnh viện Bạch Mai chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn của 2011. Về xét nghiệm dung nạp đường thì bệnh nhân lấy nhịn đói, lấy máu và đo đường glucose huyết tương. Sau đó bệnh nhân được uống 75 gram đường glucose, đo lại đường glucose huyết tương sau 1 giờ và 2 giờ. Thì kết quả thì thời điểm mà lấy lúc đói thì là cái ngưỡng có giá trị chẩn đoán chúng tôi là 5,1 millimol trên decilit. Đường huyết sau 1 giờ nếu như mà từ trên 10 millimol trên lít, và sau 2 giờ trên 8,5 millimol trên lít, thì chúng một trong ba cái chỉ số này là có một trong ba cái chỉ số này trên ngưỡng thì là chúng ta chẩn đoán là tiểu đường thai kỳ. Và các thông số người ta đưa ra, các thông số cần đạt trong cái quá trình điều trị và theo dõi điều trị là gì? Đường huyết lúc đói lại cần đạt được là dưới 5,3 millimol trên lít, đường huyết sau 1 giờ cần đạt là 7,8 millimol trên lít, và đường huyết sau 2 giờ cần đạt là dưới 6,7 millimol trên lít, và HbA1c dưới 6%. Đấy. Về theo dõi cái tiểu đường thai kỳ, nếu được chẩn đoán trước 28 tuần, cái việc theo dõi sát và thai, theo dõi sát tình trạng thai và làm lại dung nạp đường huyết vào tuần thứ 12 và xử lý tùy theo kết quả. Nếu như được chẩn đoán sau 34 tuần thì tùy tình hình tiểu đường mà chúng ta có thể xét đến việc đình chỉ hay theo dõi thai. Về nguyên tắc chung, để chúng ta điều chỉnh chế độ ăn sao cho đường huyết lúc đói dưới 5,8 millimol trên decilit, và đường huyết sau ăn 2 giờ là dưới 6,6 millimol trên decilit. Về phía mẹ ấy, thì cần có kế hoạch để về dinh dưỡng, vận động, về thể lực, về công việc để làm giảm lượng đường huyết ở mẹ và con. Về năng lượng cần thì là chúng ta cần một cái lượng năng lượng cho thai phụ là khoảng từ 1.800 đến 2.800
calo trên 24 giờ. Nếu chúng ta điều chỉnh chế độ ăn một trong hai tuần không kết quả thì sẽ được dùng insulin. Về phía thai thì cái tuổi thai cần chú ý nhất là phòng tuổi thai từ 36 đến 40 tuần. Thì trong cái giai đoạn này thì cần làm các cái thăm dò cần thiết để nếu cần thì đình chỉ thai nghén. Thì chúng ta có thể là làm các monitoring để chúng ta đo tình trạng tim thai, theo dõi tình trạng tim thai. Chúng ta cần, nếu cần thì chúng ta cho siêu âm thai để chúng ta đánh giá tình trạng các vách, độ dày vách niên thất để đánh giá xem có ảnh hưởng gì đến tim không, thì chúng ta có thể đình chỉ thai nghén. Khi chuyển dạ đẻ thì tiểu đường không phải là lý do để mổ, tiểu đường thai kỳ không phải là lý do để mổ, trừ khi có thai to và có các biến chứng ảnh hưởng đến thai, ví dụ như suy thai, ví dụ như là dày vách niên thất. Khi chuyển dạ thì chúng ta theo dõi sát tình trạng toàn thân. Chúng ta đo đường huyết một đến hai lần, và chúng ta cho truyền insulin duy trì đường huyết từ 5,8 đến 6,6 mmol trên decilit. Bởi vì nếu chúng ta không duy trì được cái lượng đường huyết như thế này thì trẻ sinh ra sẽ có nguy cơ hạ đường huyết rất là cao. Về sau đẻ, khoảng từ 5-20% sản phụ tiểu đường thai nghén tiếp tục bị tiểu đường lâm sàng, tức là một cái tỷ lệ cũng là khá là cao. Vì vậy, sau khi sinh 2 tuần thì phải khám lại chuyên khoa nội tiết và theo dõi điều trị nếu cần. Còn cái vấn đề ảnh hưởng của thai nghén đến tiểu đường thì gì? Do việc cái thay đổi chuyển hóa của đường khi có thai cũng như là tác dụng của các hormone thai nghén gây nên một tình trạng bất dung nạp đường, có thể mất đi khi hết tiểu đường thai kỳ. Trong 3 tháng đầu ấy thì có thể gây nên biến chứng hạ đường huyết do nôn nghén nhiều, và nhất là khi là đang dùng insulin. Nếu như đang dùng insulin thì chúng ta phải chú ý điều chỉnh cái nồng độ insulin phù hợp. Trong quý 2 và quý 3 của thai kỳ thì do ảnh hưởng của cái hormone giao thai nó gây nên đề kháng insulin và nó sẽ làm gì cho bệnh không ổn định. Cho nên là những cái quý 2, quý 3 này chúng ta cần theo dõi sát bởi một bác sĩ nội tiết để chúng ta điều chỉnh cái liều lượng insulin cho nó phù hợp. Nếu không sẽ gây nên hạ đường huyết hoặc là tăng đường huyết. Khi chuyển dạ thì do nhu cầu năng lượng tăng mà thai phụ hay nhịn đói, cho nên là dễ làm hạ đường huyết, do đó cái liều lượng insulin cần giảm đi và cần truyền đường cho thai phụ để chúng ta duy trì cái nồng độ đường ổn định trong máu. Sau khi sinh thì nội tiết giao thai không còn thì cần giảm lượng cái insulin hay là ngừng sử dụng thuốc tùy tình trạng đường huyết, cho nên là chúng ta cần phải có bác sĩ nội tiết để điều chỉnh cho phù hợp. Về ảnh hưởng tiểu đường lên thai kỳ thì trên người mẹ thì có thể tiểu đường thai kỳ có thể gây nên tăng cái nguy cơ của tiền sản giật, tăng cái khả năng nhiễm trùng dễ xảy. Nhiễm trùng dễ xảy ra và nặng lên, có nguy cơ mổ lấy thai cao và dễ trở nên bất dung nạp đường sau khi sinh. Còn có thể gây nên thai to đa ối, gây các rối loạn tuần hoàn hô hấp cho người mẹ. Về với thai thì gì? Tỷ lệ tử vong chu sinh cao ở những người những cái em bé mà mẹ mắc tiểu đường, và tỷ lệ mắc bệnh cao, ví dụ mổ lấy thai, hạ đường huyết, suy hô hấp, đấy là những cái tỷ lệ rất là cao, tỷ lệ cao trong những bà mẹ tiểu đường và tiểu đường thai kỳ. Có thể gặp những dị dạng sơ thai nhi và trẻ dễ mắc bệnh tiểu đường sau khi sinh, và trẻ dễ bị thiểu năng về tâm thần thần kinh. Đấy là những vấn đề với thai nhi.
Với trẻ sơ sinh ý, thì thai to dễ hạ đường huyết, trong cái để sau khi sinh ở những ngày đầu sau đẻ. Đa hồng cầu tăng bilirubin máu và hội chứng suy hấp cấp chu sinh tăng tỷ lệ tử vong sơ sinh. Về lâu dài thì có thể tăng nguy cơ béo phì, tăng nguy cơ của đái tháo đường. Về tiên lượng của bệnh tiểu đường và thai nghén ấy, về phía mẹ, cái việc điều trị insulin làm cho tiên lượng về phía mẹ, bệnh về phía mẹ cải thiện nhiều, các biến chứng giảm đi, và nhất là nó không nặng lên trong thai kỳ nếu được nếu chúng ta kiểm soát được đường huyết tốt. Về phía thai ấy, thì tùy theo mức độ bệnh mà tiên lượng khác nhau. Nguy cơ dị dạng thai nếu tiểu đường thai kỳ chưa ổn định trước khi có thai, và nhất là trong thời kỳ đầu của thai nghén trong 8 tuần đầu. Thai nhi thường to và to các cái nội tạng trừ bộ não. Đấy, và trưởng thành phổi muộn hơn so với các thai nhi bình thường. Đấy. Sau đẻ thì thai nhi có nguy cơ hạ đường huyết, hạ canxi huyết và tăng bilirubin huyết. Trong tương lai thì trẻ cũng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường sớm. Về xử trí thì cái việc xử trí là chúng ta là giữ mức đường ở mức độ sinh lý là quan trọng nhất. Cái này cho nên là bác sĩ nội tiết sẽ giúp chúng tôi là điều trị để điều chỉnh cái mức độ đường cho nó phù hợp. Về tiểu đường thai nghén thì điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, vận động thích hợp. Thường là thai kỳ tiến triển tốt chỉ can thiệp khi có biến chứng. Và tiểu đường thai kỳ thì cần điều trị thuốc. Thì hiện nay thì thường dùng là insulin, bởi vì là y văn ấy, thì một số thuốc uống thì hiện nay người ta, ví dụ như là metformin ấy, thì hiện nay có một số tài liệu, họ cũng có một số nghiên cứu là dùng an toàn cho thai kỳ, nhưng mà cũng một vài bài báo thôi, chưa có những cái công bố lớn. Như là hiện nay trên thế giới thì vẫn đồng thuận là chỉ dùng insulin trong điều trị tiểu đường thai nghén, mà cần phải là gì, duy trì cái lượng đường ổn định. Nếu là tiểu đường type 1 và có thai thì gì, chống chỉ định thuốc hạ đường huyết đường uống. Đã có một số nghiên cứu đồng thuận, như hiện nay cũng chưa được công nhận, và chỉ dùng insulin. Bệnh nhân được hướng dẫn tự chăm sóc tiết chế sinh hoạt, đo đường huyết tại nhà cũng như các dấu hiệu cần đến khám lại, và chăm sóc sản khoa, nội khoa, đặc biệt trong 8 tuần cuối của thai kỳ là cái giai đoạn mà rất dễ xảy ra các cái biến chứng của sản khoa. Về chuyển dạ và đình chỉ thai nghén thì đình chỉ thai nghén phụ thuộc vào tình trạng của tiểu đường của người mẹ cũng như là sự trưởng thành của thai. Có thể đẻ đường dưới nếu không có chống chỉ định sản khoa, và trong suốt quá trình chuyển dạ và theo dõi sau đẻ phải theo dõi sát đường huyết và truyền đường và insulin nếu cần để chúng ta điều chỉnh cái lượng đường cho phù hợp. Về sơ sinh thì sơ sinh chúng ta có thể sơ sinh có thể có cân nặng hoặc là nặng hơn những trẻ bình thường, nhưng đây không phải là những trẻ thực sự khỏe mạnh. Vì do đó chúng ta cần có sự chăm sóc đặc biệt hơn. Về sau đẻ thì nếu như mẹ đủ con thì có thể đặt vấn đề gì đình chỉ thai nghén. Và nhất là những trường hợp mà mẹ có những cái biến chứng của tiểu đường thì và những cái người này ấy, nếu như gì tránh thai thì người ta khuyến cáo chỉ dùng thuốc tránh thai. Nếu dùng thuốc tránh thai thì nên dùng chỉ thuốc tránh thai đơn thuần chỉ có progesterone. Trên đây là chúng tôi xin trình bày một số cái vấn đề liên quan đến tiểu đường thai nghén. Và